Mến chào các bạn học sinh khối 7. Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất chăn nuôi. Vậy, để nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh vật nuôi như thế nào? Hôm nay, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu qua nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi. Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi chúng ta gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về các phương pháp nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi. Thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. Các con quan sát hình các chuồng nuôi. Thứ nhất là chuồng bò, thứ hai là chuồng gà, thứ ba là chuồng dê. Và thứ tư là chuồng heo. Vậy từ những hình ảnh trên chúng ta có được vai trò của chuồng nuôi như sau. Thứ nhất, giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết. Thứ hai, giúp cho vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh như vi trùng, ký sinh trùng gây bệnh. Thứ ba, giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học. Thứ tư, giúp quản lý tốt đàn vật nuôi, thu được chất thải làm phân bón và tránh làm ô nhiễm môi trường. Và cuối cùng, chuồng nuôi góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi. Vậy, để chuồng nuôi đạt được tiêu chuẩn hợp vệ sinh, ta có những tiêu chuẩn chuồng nuôi như sau. Thứ nhất, nhiệt độ phải thích hợp. Thứ hai, độ ẩm trong chuồng từ 60 đến 75%. Thứ ba, độ thông thoáng tốt. Thứ tư, độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi. Và cuối cùng là không khí phải ít khí độc. Các con quan sát kỹ lại sơ đồ cho thầy. Và từ sơ đồ trên, các con hãy đọc và chúng ta điền các từ thích hợp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh. Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có chỗ trống thích hợp, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Vậy chúng ta điền chữ nào đây? À, chúng ta điền vào chữ nhiệt độ. Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có nhiệt độ thích hợp, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Và chúng ta tiếp tục. Chỗ trống trong chuồng thích hợp khoảng 60 đến 75%. Và chúng ta điền từ nào đây? À, chúng ta điền từ độ ẩm. Vậy độ ẩm trong chuồng thích hợp khoảng 60 đến 75%. Rồi chúng ta lại có chỗ trống tiếp. Tốt nhưng phải không có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi. Lượng khí độc trong chuồng như khí ammoniac, khí hydro sulfur ít nhất. Chúng ta sẽ điền cụm từ độ thông thoáng. Vậy, chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có nhiệt độ thích hợp, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Độ ẩm trong chuồng thích hợp khoảng 60 đến 75%. Độ thông thoáng tốt nhưng phải không có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi. Lượng khí độc trong chuồng như khí ammoniac, khí hydro sulfur ít nhất. Các con quan sát hai loại chuồng. Chuồng A, hướng chuồng nằm ở hướng đông bắc hoặc hướng tây nam, và chuồng B nằm ở hướng đông nam. Vậy chúng ta xem hai loại chuồng, cửa chuồng này nó nằm ở hướng nào là phù hợp nhất. Thì trước khi chúng ta biết chuồng nào phù hợp nhất, chúng ta thấy chuồng trại được thiết kế như thế nào để tránh được nắng gắt và gió lùa. Thứ nhất, chúng ta phải quan tâm đến hướng chuồng. Hướng chuồng thì chúng đạt hai điều kiện như sau. Thứ nhất, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Thứ hai, đủ ánh sáng nhưng tránh được ánh nắng quá gắt. Vậy, từ hai yêu cầu này thì chúng ta có chuồng nào để hướng phù hợp đây? Hướng chuồng phù hợp chính là hướng nam hoặc hướng đông nam, bởi vì hai hướng này là có gió mát, đủ ánh sáng nhưng lại tránh được ánh nắng quá gắt. Còn hướng tây nam thì chuồng sẽ bị hướng đến ánh nắng rất là gắt, và hướng đông bắc thì nó lại lạnh. Do đó, hướng chuồng phù hợp là hướng nam hoặc là hướng đông nam. Rồi về kiểu chuồng thì chúng ta có kiểu chuồng một dãy và kiểu chuồng hai dãy. Tùy theo phù hợp quy mô chăn nuôi
của người chăn nuôi. Ngoài ra, chuồng nuôi của vật nuôi phải được yên tĩnh, phải xa khu dân cư và thuận tiện cho việc sản xuất và chuyên chở thức ăn, thuận tiện cho việc xuất bán sản phẩm. Yên tĩnh để vật nuôi không bị hoảng sợ, xa khu dân cư để không ảnh hưởng môi trường sống của con người, thuận tiện cho việc sản xuất và chuyên chở thức ăn, thuận tiện cho việc xuất bán sản phẩm để giảm đi chi phí vận chuyển. Còn nền chuồng chúng ta thấy là phải luôn thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ, không ẩm, không trơn trượt, dễ đi lại, thoát phân dễ dàng, vệ sinh thuận tiện. Còn khoảng vệ sinh trong chăn nuôi thì tụi con thấy là để cho vật nuôi được vệ sinh sạch sẽ thì người chăn nuôi phải tắm cho heo nè, đó, chúng ta tắm, rồi tiêm phòng nè, rồi vệ sinh chuồng nè, rồi phải phòng dịch. Khâu phòng dịch này rất là quan trọng. Nếu vật nuôi mà bị dịch thì sẽ lây lan rất là lớn, vật nuôi sẽ chết rất là nhiều hoặc là yếu, ảnh hưởng kinh tế của người chăn nuôi. Ảnh hưởng kinh tế rất là lớn đó. Rồi các con lưu ý vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi, chúng ta lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất là vệ sinh môi trường sống và thứ hai là vệ sinh thân thể vật nuôi. Vệ sinh môi trường sống, chúng ta phải quan tâm khí hậu chuồng phải trong lành. Xây dựng chuồng nuôi phải hợp lý. Nước uống và nước tắm là phải sạch. Thức ăn cũng vậy, phải vệ sinh sạch sẽ. Còn đối với thân thể vật nuôi là phải cho vật nuôi tắm nắng, phải cho vật nuôi vận động và tắm chải cho vật nuôi. Chúng ta vừa biết được chuồng nuôi và các cách vệ sinh trong chăn nuôi. Vậy ngoài chuồng nuôi ra và các cách vệ sinh trong chăn nuôi thì việc chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi rất quan trọng. Và chúng ta cùng tìm hiểu qua phần số 2, đó là nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi, chúng ta có 3 loại vật nuôi chúng ta cần quan tâm. Đó là vật nuôi non, vật nuôi được giống và vật nuôi cái sinh sản. Bây giờ chúng ta tìm hiểu phương pháp nuôi dưỡng vật nuôi đầu tiên, đó là chăn nuôi vật nuôi non. Để có những phương pháp chăn nuôi vật nuôi non, chúng ta tìm hiểu một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non. Cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh. Chúng ta biết được điều này qua hệ lông của vật nuôi non. Nó không được nhiều, nó thưa hơn là vật nuôi trưởng thành. Do đó, sự điều tiết thân nhiệt của vật nuôi non chưa được hoàn chỉnh. Thứ hai, chức năng của hệ tiêu hóa cũng chưa hoàn chỉnh. Lúc này vật nuôi non không thể ăn được những thức ăn cứng. Thứ ba là chức năng miễn dịch chưa tốt, tức là vật nuôi non chưa có khả năng chống trả được một số bệnh. Vậy từ đặc điểm này ta có được các phương pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non. Các con hãy đọc và sắp xếp các biện pháp kỹ thuật thuộc về nuôi dưỡng chăm sóc sau đây phù hợp với tuổi của vật nuôi. Các con sẽ đánh số thứ tự theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp. Chúng ta có những cái phương pháp như sau. Giữ ấm cho cơ thể, nuôi vật nuôi mẹ tốt để có nhiều sữa chất lượng tốt cho đàn con. Thứ ba là cho bú sữa đầu vì sữa đầu có đủ dinh dưỡng và kháng thể. Tập cho vật nuôi non ăn sớm với các loại thức ăn có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ. Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc với nhiều ánh sáng, nhất là với nắng buổi sớm. Cuối cùng là giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi non. Vậy chúng ta cùng sắp xếp. Thứ nhất là nuôi vật nuôi mẹ tốt. Vật nuôi mẹ khỏe thì mới có nhiều sữa chất lượng tốt cho đàn con. Thứ hai là vật nuôi non do là hệ điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh, do đó chúng ta phải giữ ấm cho cơ thể vật nuôi non. Và khi vật nuôi non sinh ra phải cho vật nuôi bú sữa đầu vì sữa đầu có đủ dinh dưỡng và kháng thể, nghĩa là kháng thể là những chất
cách mà chống lại một số bệnh tật cho vật nuôi. Thứ tư là sau một thời gian là phải tập cho vật nuôi non ăn sớm với các loại thức ăn có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ. Thứ năm là cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh sáng, nhất là với nắng buổi sớm. Tại vì nắng buổi sớm sẽ giúp cho cơ thể vật nuôi non tổng hợp vitamin D, và vitamin D này giúp cho hấp thụ canxi rất là tốt. Vật nuôi được cứng cáp. Và cuối cùng là giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi non. Từ đây chúng ta rút được các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non như sau. Nuôi vật nuôi mẹ tốt, giữ ấm cơ thể, cho bú sữa đầu, tập cho vật nuôi non ăn sớm, cho vật nuôi non vận động, giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi non. Chúng ta vừa tìm hiểu qua các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non. Và chúng ta tìm hiểu qua chăn nuôi vật nuôi được giống. Phần này trong giới hạn chương trình các con sẽ đọc sách giáo khoa cho thầy. Bây giờ chúng ta qua đối tượng thứ ba, đó là chăn nuôi cái sinh sản. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cá sinh sản ở hai giai đoạn, thứ nhất là giai đoạn mang thai và thứ hai là giai đoạn nuôi con. Đối với giai đoạn mang thai là nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng, chuẩn bị cho tiết sữa sau khi đẻ, tạo sữa nuôi con, nuôi cơ thể mẹ, hồi phục cơ thể sau đẻ và chuẩn bị cho kỳ sinh sản sau. Từ sơ đồ này, các con hãy sắp xếp mức độ ưu tiên dinh dưỡng của từng giai đoạn từ cao xuống thấp. Rồi chúng ta coi những gì nào ưu tiên đầu tiên. Đối với giai đoạn mang thai là nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng, chuẩn bị cho tiết sữa sau đẻ, tạo sữa nuôi con, đó là giai đoạn nuôi con đó, tạo sữa nuôi con, nuôi cơ thể mẹ, hồi phục cơ thể sau đẻ và chuẩn bị cho kỳ sinh sản sau. Vậy, từ nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái cho hai giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con, thì chúng ta có các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc như sau. Thứ nhất, nuôi dưỡng. Phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, nhất là protein, chất khoáng và vitamin. Rồi chăm sóc là chúng ta chú ý đến chế độ vận động, tắm chải hợp lý, nhất là ở cuối giai đoạn mang thai. Chúng ta vừa tìm hiểu các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc các vật nuôi cái sinh sản. Bây giờ để cho vật nuôi phòng được bệnh rất là tốt, để cho vật nuôi không bị bệnh dịch và nâng cao được, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi, thì thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu qua phần số 3, đó là phòng trị bệnh cho vật nuôi. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đó là khái niệm về bệnh. Các con hãy quan sát hình và cho biết con heo nào bị bệnh và con heo nào không bị bệnh. Các con quan sát nha. Chúng ta thấy rằng vật nuôi bị bệnh có đặc điểm như thế nào? Ta thấy là bỏ ăn, nằm im, phân loãng, mệt mỏi. Vậy bệnh là gì? Và hãy nêu một số ví dụ về bệnh. Bệnh là sự rối loạn các chức năng sinh lý trong cơ thể do tác động các yếu tố gây bệnh. Đã có những ví dụ như sau. Thấy bò và gà là bị chảy nước dãi nè. Đó, rồi heo là nằm im lìm, rất là mệt mỏi. Vậy nếu chúng ta không chữa trị kịp thời thì vật nuôi sẽ như thế nào? Sẽ gầy yếu, sụt cân hoặc có thể chết nếu không chữa trị kịp thời. Vậy vật nuôi bị bệnh thì ảnh hưởng như thế nào trong chăn nuôi? Vật nuôi bị bệnh thì hạn chế khả năng thích nghi, làm giảm khả năng sản xuất và giá trị kinh tế vật nuôi. Giá trị bị giảm hầu như là chúng ta mất hết. Vật nuôi chết thì chúng ta đâu có bán được. Chúng ta chỉ nước sao là chôn hoặc là hỏa táng mà thôi. Đó. Vậy chúng ta rút ra được khái niệm về bệnh như sau.
Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn các chức năng sinh lý trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh. Vậy, nguyên nhân sinh ra bệnh là gì? Các con quan sát sơ đồ, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là yếu tố bên trong, người ta còn gọi đó là yếu tố di truyền. Thứ hai là yếu tố bên ngoài, gồm cơ học là các chấn thương của vật nuôi, lý học là ở nhiệt độ cao, hóa học là vật nuôi bị ngộ độc, sinh học thì vật nuôi sẽ bị ký sinh trùng. Thứ hai là hoặc là vi sinh vật, virus, vi khuẩn, ký sinh trùng ví dụ như là sán rồi ve chó là vân vân đó, rồi vi sinh vật như là các loại vi khuẩn. Đó. Rồi chúng ta thấy vật nuôi đây là bị bệnh bạch tạng. Đây là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền là yếu tố là bệnh nó được truyền từ đời này sang đời khác. Thứ hai là bị tai nạn chấn thương dẫn đến sai khớp chân sau. Tụi con quan sát chân sau của chú chó này. Đây là ta nói là về cơ học nè. Đó, tác động bên ngoài đó. Rồi về yếu tố môi trường nè, chúng ta thấy giá rét có thể làm chết cả đàn gia súc lớn. Thì mỗi mùa đông ở ngoài Bắc á, rất là lạnh, đặc biệt đó là Sapa. Do đó các vật nuôi, nhiều vật nuôi là bị chết. Rồi thức ăn có độc tố cũng có thể làm vật nuôi chết, như là mầm khoai tây, máng ăn không vệ sinh. Đó là yếu tố bên hóa học nè. Rồi ký sinh trùng đường ruột như là các loại sán. Rồi cái vi khuẩn virus là tác động, ví dụ như là heo bị bệnh lở mồm long móng do virus gây ra. Rồi gà là bị bệnh tụ huyết trùng, làm cho buồng trứng gà nó bị sung huyết. Vậy từ những ví dụ hình ảnh chúng ta quan sát thì chúng ta có thể phân biệt được bệnh truyền nhiễm và bệnh thông thường không nào? Chúng ta xem nha. Bệnh truyền nhiễm là do vi sinh vật gây ra, ví dụ như là vi khuẩn, virus. Rồi không phải do vi sinh vật gây ra, ví dụ như là bị chấn thương, hoặc là bị ngộ độc, hoặc là vật nuôi bị sán, bị ve, vân vân. Rồi lây lan thành dịch, đó là nó lây lan từ vật nuôi này đến vật nuôi khác thành một cái dịch lớn. Rồi đây là không lây lan nhanh, không thành dịch. Cái thứ ba của bệnh truyền nhiễm là gây tổn thất lớn, làm chết nhiều vật nuôi. Còn bệnh thông thường là không làm chết nhiều vật nuôi. Đó, chúng ta thấy nha. Đó là cách phân biệt giữa bệnh truyền nhiễm và bệnh thông thường. Vậy, chúng ta nguyên nhân biết được là nguyên nhân sinh ra bệnh là có những yếu tố như sau. Yếu tố bên trong, người ta còn gọi là yếu tố di truyền. Ví dụ như là bệnh bạch tạng, rắn có hai đầu. Rồi yếu tố bên ngoài là môi trường sống của vật nuôi, gồm cơ học là chấn thương, ví dụ vật nuôi dẫm phải đinh và vật nuôi bị gãy xương, lý học là nhiệt độ cao, rồi hóa học là ngộ độc thức ăn, nước uống và là sinh học. Đó. Rồi chúng ta đã biết được các nguyên nhân sinh ra bệnh, thì từ đó, từ nguyên nhân đó chúng ta đề ra những biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi. Vậy có những biện pháp nào phòng trị bệnh cho vật nuôi? Chúng ta thấy phải làm cái gì đây? Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi. Nhớ phải chăm sóc chu đáo. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để cho vật nuôi có khả năng miễn dịch. Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Vệ sinh môi trường sạch sẽ. Vậy những biện pháp đúng cần làm nhằm phòng trị bệnh cho vật nuôi là: các con lưu ý chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, cho vật nuôi ăn đủ các chất dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sạch sẽ, rồi khi có dấu hiệu bị bệnh báo ngay cho cán bộ thú y. Trước khi kết thúc bài, thầy cho chúng ta ôn tập như sau. Thứ nhất, về chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. Về chuồng nuôi, các con nhớ là chúng ta phải biết tầm quan trọng của chuồng nuôi. Chuồng nuôi giống như là nhà ở của vật nuôi và góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi. Và khi làm chuồng, chúng ta phải nhớ là phải đạt đầy đủ các tiêu chuẩn
chuồng nuôi sạch sẽ, vệ sinh. Còn vệ sinh phòng bệnh thì chúng ta biết là chúng ta phải hiểu được là tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi. Nếu chúng ta vệ sinh chăn nuôi trong chăn nuôi được kỹ càng sạch sẽ thì vật nuôi sẽ ít bị bệnh, vật nuôi sẽ phát triển rất là nhanh. Chúng ta phải lưu ý các biện pháp vệ sinh phòng bệnh nuôi. Rồi về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non, các con phải nhớ rằng nuôi vật nuôi mẹ tốt, giữ ấm cơ thể, cho bú sữa đầu, tập cho vật nuôi non ăn sớm, cho vật nuôi non vận động, giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi. Rồi biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cá sinh sản, chúng ta thấy về nuôi dưỡng là phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, nhất là protein, chất khoáng và vitamin. Về chăm sóc, ta phải chú ý chế độ vận động, tắm chải hợp lý, nhất là ở cuối giai đoạn mang thai. Về phòng trị bệnh cho vật nuôi, những biện pháp đúng và cần làm, chúng ta phải lưu ý chăm sóc chu đáo, tiêm phòng đầy đủ, cho vật nuôi ăn đầy đủ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, và khi có dấu hiệu bị bệnh phải báo ngay cho cán bộ thú y. Chúng ta không thể nào chúng ta tự đoán bệnh và chữa bệnh được, lỡ mà vật nuôi bị bệnh dịch thì sẽ lây lan ra thành dịch rất là lớn và thiệt hại kinh tế rất là cao. Do đó khi vật nuôi có dấu hiệu bị bệnh thì chúng ta phải báo ngay cho cán bộ thú y. Bài học chúng ta đến đây là hết. Trước khi kết thúc, thầy dặn dò các con in hoặc chép phần bài học đã được up lên chuyên mục học trực tuyến và dán vào tập. Các con mến, chúng ta kết thúc bài. Cảm ơn các con, chúc các con luôn khỏe mạnh và học tốt.